Hơn ông Phan Văn Thái còn đi mi sam lang khọc liền, năm là lá liền hơn hà nghìn cái xìn, hay và lăng chu là cái hai bộ này. Sự chân đi hơn ông, nhân liền tỏ hà hỏi thô, tầng nhân phải vang lạ, song lang khọc cứ liền. Đoàn chứ gà không biết gà nhập từ gà đệ chân ý bố hồ cái ao ma cả lơ cây say cây xỉn cả lơ ma và khẹt bố sử cái xỉn cả nị khư là hà nị nòi côn ma sọc sử nừng quân chủ ăn ế hơ giả cái phết lung tầm men chớ rực hong thị trường có bay lông quân cho hẳn lai neo hang vật tư nông nghiệp cho bay hò sản xuất màn dù xả sung và hai cải chân nỉ nhăn tỏ đầy thỏ nừng mỗi năm còn nỉ ế hờ côn liền sắt men liền quốc chú tây hương tầng lai hương liền ổm cỏ xia xiều tây nhân giàn và phải tặng ma năm bỏ mi ngân vốn cư liền chúng 2.000 ga xuất ra thì lô khoảng 50 triệu 6.000 to cải hai ọc xì xia xiều mới cỡ hà xíp triệu mi hai là mẻn xia năm giả ham sáu sung hình thì trương hai ọc dở già tằm chân ý tô tỏ liền hưu nòi cứ hàng mà. Đến thời điểm hiện nay là giá cả vẫn cao và tất cả các cái chi phí đầu vào. Họ chân ý thì giá ham có nhân sung, mà ngân toàn hào có sung hơn mỗi năm chưa còn. Chân ý lai trang trải, nhân phải liền nòi mà hay lơ tảng mà bỏ liền. Cày cuông mương sẽ hai nhạc, giá hai tầm, côn liền sắt xia xiều, hai vả cuông song pi cai, sản lượng xin cày nhập khẩu hong Việt Nam chẳng hơn hèn. Nhân và pi song nghìn sao song cỡ song hỏi sao nghìn tần. Cốc pi song nghìn sao sam hỏi nỉ cỡ hà xếp song nghìn tần. Ăn nỉ hờ côn liền cải quốc mương càng tưởng khôn nhạc. Giá thấp rồi nhưng mà người mua cũng không có. Hiện tại trước đây thì... Giá tám lẻo hay côn sử của mi. Còn giá cái nổi gì hốc xếp họ chết xếp chết nỉ tỏ xám xếp hạ. Có bỏ mi côn sử. Và pi nòng chết nỉ có vang lạ khọc. Chân hình doanh nghiệp 16 hơ là tô neo ạ. Hai pí nòng có bọt tam liền, năm dàn xia xiều. Cứ sỏi pí nòng nói mang khôn nhạc, ngành nông nghiệp tân chu bán mương, quìm bọc son pí nòng, bè bên liền sắt, mèn chu neo cải tay, ao ma giả trị kinh tế sung hơn. Trực cho một máy mưa sinh học, phong cảnh neo bệnh, tầng một máy mưa neo kín, bè bên liền sắt đầy hanh mặn. Tốt sỏi chất dực mưa sản xuất liền sắt, to hột, chưa xuất khẩu.